Anh là nhạc phim mà bộ phim này là anh Thành cũng đóng. Dạ. Thôi bây giờ cho một đoạn nhạc tí nhở. Lên lại đoạn đầu đi, đoạn đầu đi. Lên lại bài này. Đoạn đầu ấy hả? Bà thuộc không? Thuộc. Tam ca luôn à? Tam ca nhé. Thành đừng có khóc nha. Cái bài này bữa hát cho vợ khóc muốn xỉu. Có chừng Thành không khóc mà tôi khóc. Mình nơi đây, những tháng năm trôi qua tầm tay, chờ một ai đó để bên anh lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong trên tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh sẽ mơ bao đêm. Sẽ luôn thân gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Người đàn bà hờ hang, xong đến chuyện người thì nờ nang, xong đến chuyện mặt hàng thời trang, lôi cuốn người người đọc vào bàn sang. Cô ấy mới hôm qua không ai nhớ khuôn mặt, chỉ một xịt căng đan, khóc lóc về chuyện tình dở dang, lên báo hình thì đầy một trang, ôi dễ dàng để đời ta tươi sáng. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, anh kia lừa dối chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin miệng đói cồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau, à, 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 à. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông chót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, trên sóng những âm thanh xôn xao đang mời chào. Chỉ cần gì ở đây, tôi đẹp xuất sắc thì ngồi vào đây, tôi đẹp xuất sắc thì điền vào đây, không có gì thì mình sẽ mua nay. Tôi muốn những đám đông xôn xao đang hô hào you swing it. Tôi muốn họ thì thầm về tôi, mơ ước gì luôn anh xa xôi, đem gối đầu để nằm mơ môi tôi. Thế nên bây giờ điều quan tâm nhất là anh kia cặp với chị này, yeah. Anh kia cặp với chị này, anh kia đập đánh chị này, và chị ngã xuống đây. Cư dân cùng với đồng bào thông tin biển đó cồn cào, ba hoa lời ra lời vào, một ngày mới nhôn nhau, nhôn nhau, nhôn nhau. Từng ngày vội vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Trên bản tin có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Và màn hình TV đêm ngày trông chót vào trong trí óc, về một thế giới như mơ, như thơ, như ly kem bơ. Ôi thật bất ngờ, vỗ tay thề chúc nhận bạn chân thành nào. Yeah, hey, ôi thật bất ngờ, các bạn hát ôi thật bất ngờ giúp chúc nhận nha. Tôi không bất ngờ. Yeah, lần hai phải lớn hơn lần một nha. Yeah, lần thứ ba ôi thật bất ngờ. Ôi từ ngày đau ước từ ngày nghe chưa.
Ôi từng ngày ao ước từng ngày. Ngày đó không còn xa, không còn xa. Từng ngày vội vàng đi qua, câu chuyện ngày ngày càng đi xa. Chuyện bản tình có lẽ anh hơi ngây ngô khi chia tay tôi không có lỗi. Ta màn hình TV, đêm ngày trống trăng vào trong trí ông. Vì một thế giới như mơ như thơ như Link em bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như Link em bơ, ôi thật bất ngờ. Một thế giới như mơ như thơ như Link em bơ, ôi thật bất ngờ.